Kể từ ngày thành lập đến nay, những trang sử vàng và hào khí truyền thống của đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh mỗi ngày một tỏa sáng. Lịch sử đó, truyền thống đó gắn liền với phong trào thiếu nhi Việt Nam và là một bộ phận không thể tách rời trong lịch sử của dân tộc, của Đảng và Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. Suốt chặng đường đấu tranh giành độc lập của cả dân tộc, từ nhỏ thành phố đã có những đóng góp đáng kể, tiếp xúc với cha anh, viết nên những trang sử rực rỡ, tô thắm truyền thống vẻ vang của nhân dân Sài Gòn gia đình. Đây chính là cơ sở để phong trào thiếu nhi thành phố sau giải phóng kế thừa và phát huy mạnh mẽ. Tinh thần của những Lê Văn Tám, Trần Văn Chẩm đang được nhân ra khắp thành phố trong giai đoạn mới. Vào tháng 5 năm 1941, Hội nghị lần thứ 8 của Trung ương Đảng đã họp và ra quyết định thành lập Mặt trận Việt Minh đoàn kết đánh Tây đuổi Nhật, giành độc lập tự do cho dân tộc Việt Nam. Ngay sau đó, ngày 15 tháng 5 năm 1941, tại thôn Nà Mạ, xã Trường Hà, huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng, tổ chức Nhi đồng Cứu quốc đầu tiên được thành lập. Sau ngày 15 tháng 5 năm 1941, vâng theo lời Bác dạy, cùng cha anh làm cách mạng, đội thiếu nhi cứu quốc được thành lập ở khắp các địa phương trong cả nước. Các đội viên thiếu nhi tích cực tham gia công tác Trần Quốc Toản, giúp đỡ các gia đình thương binh, liệt sĩ, neo đơn, tham gia làm liên lạc, trinh sát, bảo vệ trật tự trị an, tham gia lao động tiết kiệm, xóa mù chữ, phong trào việc nhỏ, chí lớn, chống Mỹ cứu nước của thiếu nhi miền Nam, phong trào vì miền Nam ruột thịt hay phong trào đi thăm miền Nam và đã lập công xuất sắc như đội thiếu niên du kích Đình Bảng, đội thiếu nhi Bát Sắt, nhiều đội viên thiếu nhi anh hùng xuất hiện như Kim Đồng, Dương Văn Nội, Phạm Ngọc Đa, Vừa A Dính, Lê Văn Tám, Trần Văn Chẩm, Nguyễn Bá Ngọc v.v. đã trở thành gương sáng cho các thế hệ thiếu nhi Việt Nam noi theo, làm sáng ngời trang sử đội. Ngày 30 tháng 1 năm 1970, thể theo nguyện vọng của thiếu niên nhi đồng cả nước, Ban Chấp hành Trung ương Đảng quyết định cho đoàn và đội mang tên Bác. Từ đó đến nay, đội có tên Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh. Năm 1958, phong trào kế hoạch nhỏ đã ra đời với mục đích giáo dục tinh thần tiết kiệm và tham gia đóng góp, để lại nhiều dấu ấn như xây dựng nhà máy nhựa thiếu niên tiền phong. Nhà máy này đã đi vào hoạt động một năm sau đó, năm 1959. Đoàn tàu lửa thiếu niên tiền phong chạy trên đường sắt Thống Nhất năm 1979, khách sạn Khăn Quàng Đỏ năm 1987 và hàng ngàn công trình khác ở các địa phương đã tạo nên những cơ sở vật chất văn hóa cho thiếu nhi và xã hội. Phong trào xây dựng hợp tác xã mầm non, lập quỹ vì bạn nghèo, hỗ trợ tài năng trẻ, giúp đỡ hàng ngàn bạn nhỏ có hoàn cảnh khó khăn, có thêm điều kiện sinh hoạt học tập. Thông qua các hoạt động đó, các đội viên được tự rèn luyện, được giáo dục những truyền thống cách mạng, những phẩm chất tốt đẹp của dân tộc Việt Nam. Năm 1961, nhân dịp kỷ niệm lần thứ 20 thành lập đội thiếu niên tiền phong, Bác Hồ đã gửi thư cho cả nước và căn dặn các em 5 điều: yêu tổ quốc, yêu đồng bào, học tập tốt, lao động tốt, đoàn kết tốt, kỷ luật tốt, giữ gìn vệ sinh thật tốt, khiêm tốn, thật thà, dũng cảm. Năm điều Bác Hồ dạy đã trở thành sợi chỉ đỏ xuyên suốt trong các hoạt động của tổ chức đội và thiếu niên nhi đồng cả nước. Khi thực hiện năm điều Bác Hồ dạy, các em đã thể hiện lòng biết ơn vô hạn với vị lãnh tụ, người cha già muôn vàn kính yêu của dân tộc. Năm điều Bác Hồ dạy giúp các em thi đua học tập, rèn luyện để trở thành những công dân trẻ đầy nhiệt huyết và niềm tin. Hòa nhịp phong trào chung của thiếu nhi cả nước, thiếu nhi thành phố dưới sự hướng dẫn của các anh chị phụ trách đội đã nô nức tham gia các chiến dịch nhằm kiến thiết lại thành phố sau những năm chiến tranh tàn phá, làm vệ sinh đường phố, xóm ấp, thu gom và truy quét các loại văn hóa phẩm đồi trụy, phản động. Đến ngày 19 tháng 5 năm 1975, tại số 4 Phạm Ngọc Thạch, chi đội Lê Văn Tám, chi đội đầu tiên của thành phố, gồm 50 đội viên do bạn Đỗ Ngọc Đức làm chi đội trưởng đã được thành lập. Sau 2 năm được thành lập, đội đã phát triển rộng khắp các phường xã trên địa bàn thành phố. Năm 1986, thời kỳ này thành phố đang có những chuyển biến tích cực theo hướng đổi mới của Đại hội Đảng lần 6 vạch ra. Hoạt động của đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh cũng từng bước chú trọng đến chất lượng và gắn liền nhu cầu của các em như giúp bạn vượt khó và vượt khó học giỏi, nụ cười trái đất, khỏe vì nước, thành phố Bác Hồ, thành phố của em, đẩy mạnh các hoạt động giáo dục truyền thống, hành trình về quê Bác, về nguồn, về với cội nguồn dân tộc. Các phong trào được định hình rõ nét, mang tính xã hội và được đông đảo phụ huynh ủng hộ. Sự kiện đáng nhớ nhất trong giai đoạn này phải kể đến Đại hội Cháu ngoan Bác Hồ 15 năm 1990 và 20 năm 1995, hay họp mặt Tuổi nhỏ vượt khó giúp bạn. Chiến dịch Nụ cười hồng với 3 đợt trong năm 1993 đã thu gần 1 tỷ đồng với nhiều cách làm độc đáo, thiết thực, giúp bạn nghèo đến lớp, vui Tết.
Bước vào thế kỷ mới, cùng sự phát triển đổi mới của đất nước và thành phố, hoạt động đội và phong trào thiếu nhi đã có những chuyển mình một cách năng động theo từng bước phát triển, tạo mọi điều kiện tốt nhất để các em được học tập, vui chơi, giải trí, phát triển thể chất và trí tuệ gắn với ba phong trào trọng tâm: thi đua học tốt, thi đua chăm ngoan, thi đua giúp bạn. Bên cạnh đó, công tác đội và phong trào thiếu nhi thành phố đã triển khai thực hiện phong trào thiếu nhi thành phố làm theo 5 điều Bác Hồ dạy với các giải pháp cụ thể, lời dạy của Bác Hồ với thiếu niên nhi đồng. Công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em trong giai đoạn có nhiều điểm nổi bật. Tổ chức đoàn đội các cấp đã phối hợp, kết nối, vận động các nguồn lực chăm lo về vật chất, văn hóa, tinh thần, vui chơi giải trí cho thiếu nhi. Tiêu biểu là mô hình học bổng bảo trợ học tập, không chỉ giúp đỡ các em có hoàn cảnh khó khăn tiếp tục vươn lên trong học tập mà còn mang ý nghĩa nhân văn trong việc đồng hành, động viên tinh thần cho các em vươn lên trong cuộc sống, trở thành người có ích cho xã hội. Chương trình Gia sư áo xanh đồng hành cùng thiếu nhi là con em công nhân, người lao động và hiện nay là các em thiếu nhi mất người thân do dịch Covid-19. Mô hình Hội đồng trẻ em thành phố Hồ Chí Minh và chương trình Điều em muốn nói phát huy quyền tham gia của trẻ em vào các vấn đề trẻ em quan tâm. Ghi dấu trong giai đoạn qua, Ban Thường vụ Thành đoàn đã trao tặng giải thưởng Hồ Hảo Hớn cho các mô hình dành cho thiếu nhi với chương trình Cùng em vững bước, hội thi phụ trách đội giỏi Olympic cánh én, liên hoan sắc màu nhạc cụ, chương trình Khăn hồng tình bạn, chương trình học bổng bảo trợ học tập. 6 đội viên tiêu biểu của thành phố vinh dự được trao tặng danh hiệu công dân trẻ tiêu biểu thành phố Hồ Chí Minh. Trong giai đoạn hiện nay, gắn với kỷ niệm các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, của đảng, của tổ chức đoàn, đội, nhiều phong trào, đợt hoạt động đã được phát động rộng khắp từ cấp thành đến liên đội, tạo không khí thi đua sôi nổi. Các liên đội duy trì thường xuyên các hoạt động chăm sóc địa chỉ đỏ, di tích lịch sử tại địa phương, đưa bảo tàng đến với trường học, tổ chức cho đội viên học sinh đến thăm hỏi, phụng dưỡng mẹ Việt Nam anh hùng, gia đình có công với đất nước. Định kỳ tổ chức hành trình Em yêu Tổ quốc Việt Nam gắn với tổ chức chương trình Thắp sáng ước mơ thiếu nhi Việt Nam, hội thi trực tuyến Em yêu Tổ quốc Việt Nam, hành trình Em yêu thành phố của em, hội thi sáng tác văn học dành cho thiếu nhi, hành trình du khảo Bút sáng miền Tây, hào khí miền Đông, cuộc thi video thiếu nhi các dân tộc hát quốc ca tại địa chỉ đỏ. Nhiều chương trình hoạt động giáo dục, sản phẩm tuyên truyền đã được Hội đồng đội thành phố đầu tư thực hiện, góp phần nâng cao hiệu quả công tác giáo dục lịch sử truyền thống trong đội viên, học sinh. Nổi bật trong giai đoạn là công trình nâng cấp không gian triển lãm nhà truyền thống đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh, thành phố Hồ Chí Minh và không gian Bác Hồ với thiếu nhi tại nhà thiếu nhi thành phố, chương trình ký ức khăn quàng đỏ trên báo Khăn quàng đỏ và 3 số phát sóng được phát trực tuyến trên các trang cộng đồng của đoàn đội thành phố. Đồng thời, tại quận, huyện, thành phố Thủ Đức và các liên đội cũng đã triển khai thực hiện không gian văn hóa Hồ Chí Minh, không gian Bác Hồ với thiếu nhi, từ đó giúp đội viên, học sinh được tìm hiểu nhiều hơn về cuộc đời, sự nghiệp cách mạng của Bác Hồ. Phối hợp với nhà thiếu nhi, các đơn vị tổ chức các ngày hội thiếu nhi sáng tạo, sân chơi khoa học vui. Định kỳ, Hội đồng đội thành phố tổ chức hội thi trực tuyến Tôi yêu khoa học dành cho thiếu nhi, liên hoan tuổi trẻ sáng tạo thành phố Hồ Chí Minh, hội thi tinh học trẻ, hội thi tên lửa nước, cuộc thi sáng tạo thanh thiếu nhi thành phố Hồ Chí Minh, cuộc thi lắp ráp và điều khiển robot chủ đề thành phố thân thiện. Bên cạnh đó, các hoạt động trải nghiệm giáo dục hướng nghiệp được các đơn vị triển khai hiệu quả, đi vào thực chất và thu hút các em đội viên học sinh tham gia với nhiều hình thức đa dạng, phong phú và sinh động. Phong trào đọc và làm theo báo đội được đầu tư phong phú đa dạng thông qua hoạt động giới thiệu các tác phẩm văn học, hoạt động rèn luyện kỹ năng thực hành xã hội, đố vui trên mặt báo, tổ chức các ngày hội thiếu nhi thành phố vui đọc sách, hoạt động vui hè cùng báo đội, giới thiệu những quyển sách thiếu nhi nên đọc, tổ chức không gian đọc sách, thư viện lưu động gắn với hoạt động mỗi tuần một câu chuyện đẹp, một quyển sách hay, một tấm gương sáng, tổ chức không gian đọc sách, thư viện lưu động góp phần khuyến khích và nâng cao văn hóa đọc sách trong đội viên học sinh. Hoạt động nâng cao năng lực kỹ năng ngoại ngữ cho thiếu nhi được đẩy mạnh thông qua ngày hội tiếng Anh, hội thi tiếng Anh trực tuyến thành phố thân thiện với trẻ em, hội thi hùng biện tiếng Anh, kiểm tra năng lực sử dụng ngoại ngữ, trải nghiệm nghề nghiệp bằng tiếng Anh thu hút đông đảo đội viên, học sinh tham gia. Trong năm học 2019-2020, 2020-2021, do tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, từ cấp thành phố đến cơ sở đẩy mạnh chia sẻ, giới thiệu các sản phẩm, thông tin giúp cho các em đội viên, học sinh học tập trực tuyến hiệu quả, hỗ trợ thiết bị học tập trực tuyến thông qua chương trình Cùng em học trực tuyến, hỗ trợ củng cố kiến thức thông qua chương trình Gia sư áo xanh. Từ các cấp đến cơ sở đã phát động nhiều hoạt động chia sẻ, động viên và giúp đỡ các bạn đội viên thiếu nhi bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. Cổ vũ lực lượng tuyến đầu nổi bật là chương trình Nhật ký cảm ơn, chương trình văn nghệ trực tuyến Cảm ơn những điều phi thường,
Hội đồng đội thành phố phối hợp Ban An toàn giao thông thành phố tổ chức hành trình cùng bạn an toàn đến trường, qua đó tuyên truyền luật giao thông đường bộ, văn hóa tham gia giao thông, tổ chức chương trình cùng em vững bước, tuyên truyền giáo dục ý thức chấp hành nội quy của nhà trường, luật trẻ em, tuyên truyền văn hóa xếp hàng nơi công cộng đến đội viên, học sinh, tổ chức sinh hoạt chuyên đề xây dựng tình bạn đẹp, nói không với bạo lực học đường, triển khai chuyên mục quyền trẻ em, quyền của chúng mình. Hộp thư tiếp nhận các ý kiến trao đổi với chuyên gia về các vấn đề liên quan đến luật trẻ em 2016 trên ấn phẩm báo Khăn Quàng Đỏ và Nhi Đồng. Hoạt động vì người bạn ngoại thành tiếp tục được hội đồng đội các quận chú trọng thực hiện. Hoạt động giao lưu quốc tế được hội đồng đội thành phố duy trì thông qua trại hè thiếu nhi ba nước Việt Nam, Lào, Campuchia. Chương trình giao lưu thiếu nhi thành phố Hồ Chí Minh và thiếu nhi tỉnh Champasak, tỉnh Atapu, nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào. Hội đồng đội thành phố đã phát động hoạt động đội viên học sinh không xả rác trong toàn thể đội viên học sinh, giúp các em thay đổi nhận thức đến hành động, góp phần giáo dục ý thức bảo vệ môi trường. Các liên đội duy trì tổ chức hoạt động học từ thiên nhiên, phong trào 30 phút vì liên đội em xanh, sạch, đẹp, ngày hội em yêu môi trường xanh, em yêu thiên nhiên. Bên cạnh đó, phối hợp với nhà thiếu nhi thành phố triển khai hội thi thiết kế clip học từ thiên nhiên bằng hình thức trực tuyến, phối hợp Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức hội thi mô hình sân chơi thiếu nhi sống xanh, hội thi tuyên truyền viên bảo vệ môi trường. Nổi bật trong giai đoạn qua, hội đồng đội thành phố triển khai phong trào nói lời hay, làm việc tốt với nhiều hình thức phong phú đa dạng, đã góp phần hướng dẫn các em sử dụng thời gian hiệu quả, tham gia nhiều hoạt động bổ ích. Hội đồng đội thành phố triển khai hướng dẫn tiêu chuẩn bình chọn danh hiệu cháu ngoan Bác Hồ và tổ chức đại hội liên hoan cháu ngoan Bác Hồ các cấp. Trên cơ sở đó, các liên đội tổ chức nhiều hoạt động sôi nổi, thi đua học tập, rèn luyện trong đội viên, nhi đồng tại đơn vị suốt năm học, đồng thời tiến hành bình chọn, tuyên dương đội viên, nhi đồng đạt danh hiệu cháu ngoan Bác Hồ các cấp. Hoạt động bảo vệ, chăm sóc, giáo dục thiếu nhi được thành đoàn, hội đồng đội thành phố quan tâm thực hiện, đẩy mạnh các hoạt động kết nối, vận động các nguồn lực để chăm lo về vật chất, văn hóa, tinh thần, vui chơi, giải trí cho thiếu nhi như chương trình Vầng Trăng Yêu Thương, Vui Trung Thu cùng con em công nhân lao động, Cùng Em Vui Tết, Tổ Ấm Ngày Xuân, Xuân Yêu Thương, các hoạt động vì đàn em nhân kỷ niệm Quốc tế Thiếu Nhi 1 tháng 6 và Tháng Hành động vì Trẻ Em. Công tác chăm lo cho thiếu nhi là con em thanh niên công nhân, con em của chiến sĩ đang công tác tại các vùng trời, biên giới, biển đảo, được hội đồng đội thành phố phối hợp hiệu quả với các đơn vị sự nghiệp trực thuộc thành đoàn thực hiện. Trước tình hình đại dịch COVID-19 bùng phát, công tác kết nối nguồn lực xã hội, chăm lo cho thiếu nhi có hoàn cảnh đặc biệt, thiếu nhi bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, thiếu nhi là con công nhân lao động, con của cán bộ, chiến sĩ, bác sĩ đang trực tiếp ở tuyến đầu phòng chống dịch bệnh COVID-19 và bảo vệ biên giới, biển đảo, thiếu nhi tại các huyện ngoại thành có hoàn cảnh khó khăn được đặc biệt tập trung. Hội đồng đội thành phố đã tiếp tục phối hợp cùng các cơ sở đoàn, các đơn vị sự nghiệp trực thuộc thành đoàn và các cá nhân, tập thể, văn nghệ sĩ trao tặng nhiều phần quà, nhiều yếu phẩm, thiết bị học tập, sách giáo khoa và nhận bảo trợ học tập đến hết cấp trung học phổ thông đối với các em có hoàn cảnh khó khăn bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 hoặc có người thân mất do dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố. Phối hợp cùng Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố triển khai chương trình chăm lo cho trẻ em mồ côi cha mẹ, người nuôi dưỡng do dịch COVID-19 giai đoạn 2023-2027 từ nguồn quỹ cứu trợ thành phố Hồ Chí Minh với tổng kinh phí 75 tỷ đồng. Hoạt động tìm hiểu và triển khai luật trẻ em năm 2016 được đẩy mạnh thực hiện. Hội đồng đội thành phố tham mưu Ban Thường vụ Thành đoàn ban hành kế hoạch về Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh đại diện tiếng nói nguyện vọng trẻ em giai đoạn 2020-2022, tổ chức thực hiện mô hình hội đồng trẻ em và các hoạt động phát huy quyền tham gia của trẻ em. 100% liên đội đảm bảo tổ chức chương trình gặp gỡ với ban giám hiệu, hội đồng trường với đội viên, học sinh, duy trì hiệu quả hộp thư điều em muốn nói. Ban Thường vụ Thành đoàn thành lập câu lạc bộ tư vấn trợ giúp trẻ em thành phố Hồ Chí Minh. Từ cấp thành đến cơ sở đã tập trung vận động nguồn lực chăm lo, trao học bổng, bảo trợ học tập, phương tiện đến trường, phát triển thể chất, tinh thần cho thiếu nhi, đầu tư xây mới, sửa chữa và nâng cấp các điểm sinh hoạt vui chơi cho thiếu nhi trên địa bàn. Chương trình Phụ huynh, bạn đồng hành cùng con là nội dung mới được triển khai trong giai đoạn với nhiều cách làm hay từ cơ sở và nhận được nhiều sự ủng hộ, hưởng ứng của phụ huynh. Các hoạt động của chương trình góp phần gắn kết giữa phụ huynh và các em, đồng thời giúp phụ huynh hiểu, lắng nghe và định hướng cho con mình một cách phù hợp. Bên cạnh đó, một trong những dấu ấn trong giai đoạn mới là lễ hội thiếu nhi thành phố Hồ Chí Minh Kids Fest. Đến nay, lễ hội đã diễn ra được 2 lần với nhiều sân chơi, hoạt động trải nghiệm thú vị để kết nối giữa phụ huynh và thiếu nhi. Lễ hội thiếu nhi thành phố Hồ Chí Minh là sự kiện văn hóa dành cho thiếu nhi được tổ chức nhân dịp Quốc tế Thiếu nhi 1 tháng 6 và hưởng ứng Tháng Hành động vì Trẻ Em.
tổ chức chuỗi các hoạt động giao lưu văn hóa, vui chơi, giải trí và chăm lo về vật chất và tinh thần cho thiếu nhi trên địa bàn thành phố, kết nối các nguồn lực đảm bảo tổ chức tốt các hoạt động phục vụ thiếu nhi và gia đình, qua đó kết nối và thúc đẩy giá trị của mỗi gia đình trong sự phát triển bền vững, ổn định của thành phố. Công tác xây dựng đội luôn được Hội đồng đội thành phố tập trung thực hiện, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động liên đội và tính tự quản của đội viên thành phố. Từ năm 2020, Hội đồng đội thành phố phối hợp thực hiện chuyên trang rèn luyện đội viên trên ấn phẩm báo Khăn Quàng Đỏ, giới thiệu các chuyên hiệu rèn luyện đội viên một cách gần gũi, sáng tạo, qua đó tạo mẫu cho các cơ sở đội trên địa bàn thành phố triển khai hiệu quả chương trình. Các liên đội trên địa bàn thành phố tiếp tục đầu tư nâng cao chất lượng lễ kết nạp đội viên và lực lượng đội viên được kết nạp, tổ chức ấn tượng lễ trưởng thành đội. Các ngày hội thiếu nhi vui khỏe tiến bước lên đoàn được các liên đội trên địa bàn thành phố tổ chức với nhiều nội dung giáo dục bổ ích, vui tươi, phù hợp với lứa tuổi các cấp học. Hội thi nghi thức đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh và liên hoan trống kèn đội ta được duy trì tổ chức, tạo được không khí rèn luyện nghi thức đội trong toàn thành phố. Hội thi chỉ huy đội giỏi đã trở thành sân chơi thiết thực bổ ích cho chỉ huy đội, tạo điều kiện cho các em giao lưu học hỏi và trao đổi kinh nghiệm, thể hiện kiến thức, bản lĩnh của người chỉ huy đội. Công tác chuyển giao, phát huy lực lượng chỉ huy đội qua các cấp học và trở thành cán bộ đoàn được quan tâm từ cấp thành đến cơ sở. Nhiều gương chỉ huy đội đã trở thành những thủ lĩnh của tổ chức đoàn hội tại các trường trung học phổ thông và các trường cao đẳng đại học, trở thành tấm gương động lực phấn đấu cho các bạn đội viên học sinh thành phố. Trong giai đoạn, Hội đồng đội thành phố cũng đã ra mắt Ban liên lạc chỉ huy đội giỏi thành phố Hồ Chí Minh và cộng đồng chỉ huy đội trên mạng xã hội nhằm tăng cường công tác kết nối, hỗ trợ và gắn kết các thế hệ chỉ huy đội thành phố trong tham gia công tác xây dựng đội và phong trào thiếu nhi thành phố. Tiếp tục thực hiện chuẩn hóa đội ngũ phụ trách đội theo quyết định số 43/2014/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân thành phố, Hội đồng đội các cấp duy trì tổ chức các lớp tập huấn tổng phụ trách đội, giới thiệu phụ trách đội tham gia các lớp đào tạo nâng cao lý luận chính trị, các hoạt động rèn luyện, giao lưu của lực lượng tổng phụ trách được duy trì thực hiện như ngày hội phụ trách đội, tổ chức trại công nhận huấn luyện viên công tác đội bậc 1 cấp thành phố, hội thi phụ trách đội giỏi toàn thành Olympic Cánh Én. Bên cạnh đó, các đơn vị tiếp tục nắm tình hình phụ trách đội có hoàn cảnh khó khăn bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 để kịp thời hỗ trợ chăm lo. Hội đồng đội thành phố tiếp tục duy trì tập huấn dành cho thường trực hội đồng đội, ban huấn luyện công tác đội, cán bộ khoa, phương pháp công tác đội nhà thiếu nhi quận, huyện định kỳ năm học và sinh hoạt nội dung chuyên môn trong chương trình giao ban, hỗ trợ định hướng nâng cao năng lực hoạt động của hội đồng đội quận, huyện. 83 năm ghi dấu một chặng đường phát triển và trưởng thành của Tổ chức Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh, với lớp lớp các thế hệ đội viên đã trở thành những công dân ưu tú của xã hội, của thành phố Bác kính yêu. Phát huy truyền thống vẻ vang trong 83 năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự dìu dắt của đoàn và sự chăm lo của toàn xã hội, Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh nói chung và Thiếu niên Nhi đồng thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục học tập, rèn luyện và sáng tạo không ngừng để biến những khó khăn, thử thách thành cơ hội để tiếp bước cha anh, rèn đức, luyện tài, xây dựng Tổ chức Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh ngày càng vững mạnh, góp sức nhỏ bé của mình trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa ngày càng giàu đẹp, phát triển